Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo ngày 22 tháng 7 năm 2022. Hôm nay là sáng thứ sáu và ngày hôm nay thì Tuấn Dương xin chia sẻ bữa cơm của anh chị Hồng Phúc ở Victorville, California, có gửi cái số tiền là 800 đô, đồng thời là gửi thêm cả tiền để phát tiền mặt. Anh chị muốn cầu phúc cho má là Trương Thị Kim Quang được khỏe mạnh, mau hồi phục. Thì anh xin cảm ơn anh chị là Tuấn Dương có nhận, anh chị có gửi tặng 100 đô. 100 đô thì có gửi tặng cho bếp cơm cô Tư và các tình nguyện viên. Bây giờ chú Tư sẽ chuẩn bị phiếu và sẽ phát tiền mặt là mỗi người là 50.000. Thì sẽ phát cho hơn 280 người. Bây giờ các cô chú sẽ nhận những cái tấm phiếu này, rồi lát xíu thì sẽ nhận tiền. Cô ngồi xuống thôi cô. Các cô chú ngồi xuống cho đỡ mỏi. Rồi, xin mời các cô chú. Cảm ơn anh em. Dạ, xin mời ạ. Nói ơn thầy Tư. Về ra mình xin mời. Cảm ơn quận trung ương. Các cô chú ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn nha, nghe đây. Phiếu để mọi người không có chen ngang chọt ngang vô. Cô bác Lãnh thì nhớ cảm ơn Mạnh Thường Quân nhé, có Mạnh Thường Quân sẽ đứng phát đồ cho mình đó. Đứng vào hàng như đứng trên ngang á. Mình đứng trong là không có đúng rồi, người ta đứng vào hàng mà mình chen ngang thế thì cuối hàng mà đứng chen vô đâu có được. Không chị ơi, đừng để làm thế, mình đứng xếp hàng thì có, còn không thì vẫn phát cơm, phát đồ cho chị, mà chị chen chọt vô thế không được. Lát nhớ cảm ơn người ta nha. Dạ phải cảm ơn người ta. Dạ vâng, phát tiền ạ. Sao giờ vậy, bước qua đây, mấy người này đi qua đây, đi qua đây. Không phát. Tới đây thôi, nãy bà già đứng đây à? Tới đây thôi, nãy là tới đây là hết. Rồi, nếu mà cô chú chen ngang ấy, thì vẫn phát cơm cho mấy cô chú. Nhưng mà không có phát tiền, vì cô chú chọt ngang rồi không phát. Nhiều người thấy có tiền đó là đúng cho cái hàng. Mặc áo vào em ơi, mặc áo vào em. Để phát tiền cho những người bệnh nhân, người nuôi bệnh. Đứng ở cuối hàng rồi chú đứng cuối hàng giùm con. Rồi xin mời, xin cảm ơn. Mang theo đồ đựng anh ơi, rồi rồi.
người ấy nhận không nhận dùm bà ơi. Không, ý bà... mình gửi cho bên đây luôn rồi lát 11 là thăm ra lấy. Không không, bà cứ chờ đến lượt rồi bà lấy dùm con. Tôi đi thăm bệnh thường. Thăm bệnh quá giờ 10 rưỡi thăm tới 11 cái 15. Không, bà cứ chờ, còn nếu không thì con lấy lại phiếu con cho người khác. Đây là phiếu phát tiền nên con không phát dùm. Cô bác mình cứ theo thứ tự thì tụi con làm nó dễ. Làm vậy ở đây gọi đây nữa. Phiếu này cô bác sẽ nhận tiền nhá. Dạ. Phiếu này cô bác sẽ nhận 50 ngàn. Xếp hàng anh, đứng cuối hàng dùm em. Đứng cuối hàng dùm em anh ơi. Đứng cuối hàng anh ơi. Nóng sợ hết phần. Phiếu này cô bác sẽ nhận tiền nhé, mỗi người sẽ nhận 50 ngàn. Phụ thêm với cô bác một chút. Nhưng mà ngồi ngồi đây xong em vô vậy. Không phải, tôi ngồi để giờ lâu, nó mập quá, nó khép lại nó bác. Vậy bà không khép lại đi, để vô ra. Trời ơi, bắt khó dễ sợ luôn. Ôi, phiếu này cô bác sẽ nhận 50 ngàn, lát xíu nhớ cảm ơn Mạnh Thường Quân dùm con. Và Mạnh Thường Quân sẽ phát dùm đấy, phải là đứng phát quà. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi vậy. Ngồi xuống đi lại hết vậy. Không được, không được. Cô bác mình đứng cuối hàng. Cuối hàng, đứng cuối hàng dùm. Mua hai đồ bếp mắc khỏe. Có đồ đựng thì... Có đồ đựng không? Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, lấy khỏe mà. Các bạn ra đây, nói ra. Nói ra, nói ra. Có một xích ra, xích vô. Cô bác đừng có cho ai chen vô nhá. Họ chen vô là họ móc đồ mình hoặc họ lấy tiền đó. Thì nó hợp thì hợp. Có hợp không? Sao con có một bạn đó. Hợp có là đưa con bán xuống. Con đứng ở trong lên bác. Này là lãnh gì chú? Dạ lãnh tiền, lãnh cơm, bánh mì nữa. Mà anh có đồ đựng không? Chuẩn bị cái đồ đựng đi. Lấy qua mua hai cái hộp. Vì là còn một cái đựng cơm, cái đựng canh nữa. Em chỉ vậy nè. Cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn nữa. Như anh không có nào, anh không có thì thôi. Anh trả lại đi khi nào không. Anh cứ đưa đây, khi nào anh có đồ đựng cái chú cứ giữ cho anh ấy. Có đồ đựng qua đây anh lấy đồ đựng này. Có đồ đựng cái là phát tiền mặt 50 ngàn, phát cơm bánh mì nước suối chuối rất là nhiều đồ. Có thẻ là có phát rồi, cô cứ cầm thẻ ra tay. Đây mới phát vậy hỏi chú Tư xem còn nữa không để phải phát bổ sung. Đây sau khi mà đi phát xong thì cô bác thấy nắng quá đi vô trong mà. Đây mình sẽ mở lên những cái phần đồ ăn để cô bác anh chị chúng ta coi. Đây mình xin giới thiệu lại chút xíu. Lu bu quá quên. Đây là phát cơm và thịt gà này. Cơm gà này. Cơm này. Bánh mì này. Nước suối này. Chuối này. Canh. Thay mặt các bà con nghèo lãnh cơm, cũng xin chân thành cảm ơn anh chị Hồng Phúc ở Victorville, California. Và xin cầu cho bà Trương Thị Kim Quang được mau khỏe mạnh và hồi phục sức khỏe. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn gia đình. Đây thưa các bạn, tiền mặt nó đã đổi ra đây rồi. Thì bây giờ sẽ phát cho bà con cô bác. Rồi chú bỏ vào trong túi đi. Đây, chú đây, lấy đây là một sấp chứ. Một sấp thôi. Đây. Một sấp ra hết rồi chú lại bỏ thêm.
sẽ phát khoảng hơn 180 cái phần tiền. Rồi chú rồi đứng dậy giùm đi, đứng dậy. Cô bác mình bỏ sẵn nắp hộp ra nhá. Mở ra chú. Ông không lấy nước. Rồi dừng lại từ từ đã để lấy chuối. Rồi tiến tới đi chị. Cô bác nhận thì nhớ cảm ơn Mạnh Thường Quân nhá. Phiếu của ai? Bà làm rơi phiếu này. Rơi phiếu là không có tiền. Rồi từng người một dùm con. Thầy chủ từ sẽ thôi bước lên. Thôi bỏ này cho tối đi chú. Xin cảm ơn. Đưa một cái cho tao bán cơm rồi một cái đồ ăn. Bỏ này chú để bên này. Chú để bên này. Để ra cho này. Rồi. Lùi lại. Rồi. Cô bỏ xuống. Rồi đưa đây, đưa cơm đây, cầm luôn. Từ từ đó cô. Đưa cho một người lấy cơm, một người cái đồ ăn. Cầm luôn, chờ lấy cơm luôn rồi qua ghế đồ ăn rồi tới luôn bà. Rồi bà bỏ phiếu vô thùng giùm con, bà nhận 50.000. Rồi. Cảm ơn bà. Bỏ tiền vô túi đi bà. Cảm ơn bà. Rồi cảm ơn chú. Rồi. Cất tiền ra đi chú. Đưa cho cơm một cái đồ ăn một cái cầm luôn, bỏ tiền vô túi nha. Đúng rồi. Rồi cảm ơn. Bỏ tiền vô túi luôn gì. Cảm ơn. Cầm luôn một cái cơm một cái đồ ăn mà cầm chờ lấy luôn. Cầm luôn. Đúng rồi, cầm đưa cho mọi người một cái. Rồi, bố lên hũ cái gì đâu, lấy ra chuẩn bị đi vậy. Chuẩn bị, mở sẵn hai hũ ra, rồi mỗi tay cầm một cái cô. Rồi, bỏ tiền vô túi đi, đưa cho một cái cơm, cái đồ ăn. Rồi, xin mời. Bỏ tiền vô túi đi vậy. Đã lẽ phải không? Bỏ phiếu luôn chú. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cầm cho luôn đây, đừng có... Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Bỏ phiếu rồi chú. Cảm ơn anh chị. Dạ dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn. Rồi xin cảm ơn. Rồi cảm ơn chú ạ. Chú Tư ơi, không phải để chỗ này chú Tư. Chú Tư ơi. Chú ơi, chú để đây này, chú để chỗ này này. Lùi lại được không? Rồi bỏ đây. Rồi bước lên luôn, bước lên đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi xin mời, xin cảm ơn. Bỏ phiếu rồi chú. Rồi xin mời, xin cảm ơn. Chú đi nuôi bệnh à? Dạ, đi khám bệnh, một tháng đi làm suy thận. Suy thận, rồi xin mời, xin cảm ơn. Kéo khẩu trang lên chú. Hết phiếu rồi anh, xếp hàng lấy cơm, lấy bánh mì, nước suối. Không có phiếu vẫn phát. Rồi cảm ơn chú. Rồi, xin mời. Rồi, nhắn cho nghe nước dưới nha. Rồi, nước phiếu đấy. Đây, chú phát cho 50. Rồi. Rồi, tiến tới đi chú.
đâu ấy? Cắt. Rồi đi ra ngoài giùm em. Bên trên cắt là có được. Xin cái gì cũng được, nhưng mà xếp hàng hết. Không có trên hàng. Đi ra chỗ khác giùm em. Đây, chỉ cần xếp hàng là có. Tiền nên là rất nhiều các cô chú, rất nhiều các cô chú lại. Cái số lượng cơm ngày hôm nay chúng ta phát là hơn 300 phần. Tất cả lãnh đồ là phải xếp hàng hết, chú chen ngang vô gần chỗ bọn con phát tiền như thế là không được đâu chú. Đây hàng mấy trăm người mà nhiều người còn già hơn chú. Tay mỗi tay cầm một cái hộp rồi đưa phiếu để lấy tiền. Bỏ phiếu rồi cô. Rồi xin mời cô dừng lại. Lần sau cô nhìn thấy cái dây này cô nhớ lấy dùm con. Vâng vâng. Dạ. Rồi tiến tới dùm em anh ơi. Rồi xin mời, xin cảm ơn. Cô bác mình mỗi tay cầm một cái bội, một cái lấy cơm, cái lấy đồ ăn. Mở nắp ra. Dạ. Mình cứ cất cái nắp đi, lát xíu rồi đậy sau chị. Mở mỗi tay cầm một cái hộp. Cô tên gì ạ? À, cô tên là Được. Cô tên Được, gia đình của chú Trân á. Vâng. Còn cũng là tận nhân á. Vâng.
Rồi con cảm ơn cô. Vâng, dạ cảm ơn cô Đường ạ. Cô Đường. Dạ được, vâng. Được. Rồi, cô Được. Dạ con cảm ơn cô. Thì con xin rồi để có thêm những cái phần ăn cho bà con. Rồi cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Một cô có ủng hộ thêm 1 triệu để một cái bữa nào đó thì sẽ có thêm những các cái suất ăn và chia sẻ cho bà con. Ở đây là chú Tư phát tiền đó. Ờ, xin mời ạ. Ờ, xin cảm ơn. Rồi, mai mời cô bác lại tới nhá. Mai lại tới tiếp. Không có chen ngang rồi có phiếu rồi đi ra ngoài đi chị. Đợi lâu cũng phải đợi. Chỉ có phiếu là có tiền trong tay, đừng có chen ngang thế. Theo thứ tự đi. Không nhận nữa, đứng không có làm như vậy. Đứng cuối hàng đi chị, hàng trăm con người mà chị cứ đứng cuối hàng dùm em, không được chen như vậy. Dạ, cảm ơn. Số người ra sau thì sẽ không có phiếu phát tiền bởi vì cái số lượng tiền thì chỉ có hạn, mà người muốn nhận tiền thì nhiều. Rồi nối đuôi vô mấy anh chị ơi. Rồi. Dạ, xin mời mấy nối đuôi vô. Dạ. Rồi qua lẹ lên mấy anh chị ơi. Rồi nối đuôi vô, nối đuôi vô. Rồi qua lẹ lên. Đi lên lề đi cô. Ngày mai lại có tiền nhá. Có tiền rồi ngày mai gửi nước. Vâng. Xin mời, xin cảm ơn. Cái đồ ăn.
lúc này là phát bánh mì, phát nước suối, phát canh. Đi ra, rồi được rồi, đi ra ngoài, đi thẳng ra ngoài đi. Chú ơi, đứng đâu? Không có phiếu không? Không có phiếu rồi, tới lấy cơm đi ạ. Rồi, một cái cho người ta cơm, một cái lỡ lấy cơm. Anh ơi, mở cái nắp hộp ra anh. Anh mở nắp hộp ra để qua kia lấy cơm, lấy canh cho lẹ. Cất cái nắp vào trong. Rồi mở nắp hộp ra một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Suối vẫn còn rất là nhiều nhé. Suối, nước suối. Cô. À, xin cảm ơn. Rồi, cô bác xuất tiền cẩn thận. Đây nè, đó rồi. Muốn lấy gì đó lấy. Từ từ.
rồi đưa cho anh một cái đồ ăn. Rồi bước lên. Rồi bỏ vô. Chị lấy hai cái nắp chị bỏ vô đây nè chị, để có tay chị cầm. Đúng không? Rồi đưa một cái con cho một cái. Bỏ vô. Rồi bước lên cầm lấy luôn. Đi lên con. Bỏ vô. Cảm ơn. Bỏ nắp cho bỏ vô đây nè anh. Nắp này không có dài đâu. Rồi đưa cho người ta một cái bánh cơm, bước lên. Rồi cảm ơn. Rồi bước lên. Sao chuẩn bị ra đây anh ơi. Chờ chút. Rồi chắc cái gì đùng đùng đề đề sao anh. Rồi chuẩn bị đưa một cái là lấy cơm, một cái lấy đồ ăn anh. Rồi chuẩn bị trước. Bỏ hộp ra tay đi chị. Cho hai phần mà cho được ba. Một phần đây anh quay lại đằng sau còn mấy trăm người nữa. Chia sẻ yêu thương mỗi người một chút. Em ơi cầm cái hộp ra tay, một cái đựng cơm, cái đựng canh. Mở sẵn nắp ra cô bác ơi. Chị ơi mở sẵn cái nắp này ra để tí bỏ đồ ăn rồi cơm vô. Rồi xin cảm ơn. Nước, từng bịch canh, từng ổ bánh mì được bỏ vô giỏ cho các cô chú ở trong nhà thương đi nuôi bệnh dài ngày tới để lãnh cơm. Vâng, cảm ơn. À, đây là những cái cô chú anh chị mà không có được phát phiếu và đi ra sau. Thì chú Tư bổ sung thêm là tặng cho những cái ai mà đi nuôi bệnh
Rồi, cảm ơn cô. Vẫn còn chuối, canh. Dạ dạ. Có hộp với đựng như đi tay không sao bốc cơm bốc đồ ăn. Xin mời, xin cảm ơn. Nhi, dạ. Phường 2, quận 5 gọi. Vâng, chị Nhi, phường 2, quận 5. Dạ vâng, rồi cảm ơn. Chị Nhi có ủng hộ thêm 1 triệu nữa. Dạ, rồi cảm ơn chị ạ. Dạ, dạ, rồi xin cảm ơn. Đây để sẽ mua thêm những cái đồ ăn, thức uống để chia sẻ cho bà con, cô bác. À, xin cảm ơn tất cả các cái quý nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ và thực hiện chương trình này. À, hết luôn. Còn gì lấy nốt cho người ta chị ơi. À, một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Hồng Phúc ở Victorville, California đã ủng hộ cho chương trình này. À, cầu cho bạn, cầu cho má là Trương Thị Kim Quang được khỏe mạnh và mau hồi phục. Rồi, ngày mai mời cô bác lại nhá. Hôm nay phát hết rồi. Ngày mai mời cô bác lại. Xin cảm ơn.